Phải nói rằng nhiều Việt kiều chúng ta sống tại hải ngoại cũng ngỡ ngàng về con số mà số tiền Mỹ Kim đã gửi về trong nước kể từ năm 93 đến nay. Theo tờ báo Dân Trí trong nước đưa tin, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nói trong buổi họp nghị sơ kết 5 năm về công tác đối với người Việt ở hải ngoại. Theo tờ báo này cho biết thì hội nghị có sự tham gia của 350 người Việt đang sống tại hải ngoại. Và tờ báo này nói rằng đây là những người đại diện cho cộng đồng 5,3 triệu người Việt đang sống ở ngoại quốc. Theo ông Minh cho rằng cộng đồng người Việt ở ngoại quốc đã có những đóng góp quan trọng về tiền lẫn tư vấn cho quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều thương gia người Việt ở ngoại quốc đã mang tiền về đầu tư kinh doanh và xây dựng các công ty ở trong nước. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới thì từ năm 1993 đến nay, lượng kiều hối được gửi về Việt Nam đó là 175 tỷ Mỹ Kim. Con số này đã đưa Việt Nam là một trong những nước nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2020 thì mặc dù nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng về đại dịch coronavirus, nhưng cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã gửi về gần 70 tỷ, giúp cho người dân trong nước chống dịch và hỗ trợ đồng bào miền Trung. Trước con số thống kê này thì nhiều người thể hiện lòng biết ơn đối với những người thân của mình ở tại hải ngoại khi đã gửi về những năm tháng số tiền không nhỏ để mà giúp đỡ vượt qua cuộc sống khó khăn của rất nhiều người. Tuy còn những cái hạn chế của nhiều người trong việc sử dụng những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của người thân giúp đỡ mình, tuy nhiên cũng còn rất nhiều người biết sử dụng đồng tiền đó để giúp cho cuộc sống tốt hơn và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người thân yêu đang sống ở tại Mỹ, tại Anh hay là tại Canada hoặc là Úc hoặc là một quốc gia nào đó. Câu chuyện rất thật của quý khán giả gửi về cho ban biên tập với nick là Bóng Nguyễn. Câu chuyện nói rằng cũng vì tôi chấp nhận cho chồng tôi bảo lãnh gia đình chồng tôi 7 người sang Mỹ, cha mẹ chồng và 5 người em đã trên 21 tuổi. Và trước khi họ sang Mỹ thì vợ chồng tôi cũng như là ba đứa con tôi sống rất là hạnh phúc. Điều oái oăm là kể từ khi 7 người xuất hiện trong gia đình tôi, chồng tôi lãnh họ sang năm 1992 và mãi cho đến bây giờ là năm 2019 thì vợ chồng tôi vẫn chưa được yên. Khi họ đến Mỹ thì những người làm hãng dầu chung với chồng tôi khoảng 20 người, tất cả họ là người Mỹ. Những người bạn của chồng tôi cũng ra phi trường để đón mừng gia đình chồng tôi mới đặt chân đến Mỹ. Họ chia ra chở gia đình tôi về nhà tôi. Khi gia đình chồng tôi vừa bước ra khỏi thì tôi chào bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đáp lại cho tôi một câu: "Này con có biết không, lúc thằng Huy nó còn ở Việt Nam, nó làm bao nhiêu tiền nó đưa hết cho má. Nó có hiếu và nghe lời má lắm." Tôi đã im lặng không nói gì hết. Vừa nói xong, sếp của chồng tôi đến nói với tôi là ông muốn đưa bố mẹ tôi về. Cô em chồng đòi đi chung xe với gia đình tôi. Lên xe, cô ta nói: "Chị biết không, anh Huy lúc còn ở Việt Nam, anh làm bao nhiêu tiền đưa hết cho má." Cô ta nói đủ điều có ý dằn mặt tôi vậy. Đến khi về đến nhà tôi vào giữa đêm khuya, đến sáng thì chồng tôi đi làm, tôi ở nhà chăm sóc con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi. Còn hai đứa sanh đôi sau, chỉ mới có 6 tháng. Đến sáng ra họ thấy nhà to và bắt đầu bão tố đến với cuộc đời tôi. Mấy cô em chồng nói rằng nhà tôi xưa nay con dâu phải lo cơm nước cho gia đình tôi. Thế rồi họ kéo nhau xuống nhà hết. Tôi tay bế con, tay nấu cơm, còn một đứa con gái 6 tuổi giữ thì tôi đang chiên cá dầu nổ bay tứ tung. May là thằng con tôi bế không sao. Tôi sợ rằng con tôi bị phỏng nên tôi đã khóc, và mấy cô em chồng nghe tôi hét lên, họ kéo nhau lên hỏi chuyện gì vậy. Tôi nói là chuyện chiên cá nổi dầu, vâng, là chị sợ chúng vào cháu, em giúp cho chị chiên giùm chị được không. Cô ta nói là tôi còn mệt lắm. Thế rồi họ bỏ đi xuống nhà. Sau đó khi chồng tôi đi làm về, hết mẹ chồng đòi về rồi ba cô đòi về. Mẹ chồng kêu là Huy, mày đưa cho má mấy ngàn để má gửi về Việt Nam trả nợ.
Kể từ ngày họ đặt chân đến Mỹ, họ ở nhà tôi. Không một ngày nào mà vợ chồng tôi được yên. Họ quậy đòi tiền, rồi đổ tội cho tôi đủ thứ. Và cuối cùng, họ ở 2 tháng, họ tính toán với người em chồng, rồi họ cũng tự bỏ đi. Khi họ vừa đi khoảng nửa tiếng sau, chồng tôi hỏi tôi. Chồng tôi nói rằng lúc nãy trước khi cả nhà kéo đi, mấy đứa em tôi nói với tôi là bà ở nhà, chửi bố mẹ tôi và mấy đứa em tôi từ sáng tôi đi làm, cho tới khi tôi về có phải không? Tôi trả lời là em đâu có làm như vậy. Nếu anh không tin, anh hỏi con gái mình đi. Anh kêu con gái ra mà hỏi, con nít không biết nói dối. Nó nói ông bà nội với mấy cô chú suốt ngày ở dưới phòng để mẹ một mình vừa bế em vừa nấu cơm, không ai giúp mẹ. Con đâu có nghe mẹ chửi ai đâu. Chồng tôi không nói gì, chồng tôi nói tiếp. Tụi nó còn nói là bà ở nhà không làm gì hết để cho tụi nó phải nấu cơm làm công chuyện. Tụi nó nghe bà gọi điện thoại cho chị Lệ và nhờ chị Lệ mướn Mỹ Đen đến giết tôi để bà lấy bảo hiểm nhân thọ, có phải vậy không? Vừa nghe câu đó tôi ngồi quỵ xuống sàn nhà, quay hàm cứng luôn. Tôi khóc kêu trời. Một lúc tôi mới bình tĩnh lại, tôi vừa khóc vừa nói là không có. Đến mấy ngày sau tôi mới tỉnh hồn. Tôi mới nói với chồng tôi, ủa mà anh đâu có mua bảo hiểm nhân thọ đâu. Nhưng mà họ mới qua có 2 tháng thì làm sao họ biết bảo hiểm nhân thọ? Mà họ chưa gặp chị Lệ bao giờ thì tại sao họ biết chị Lệ? Thì ra do thằng em chồng tôi bày ra hết. Nếu như tôi không chứng minh ra được thì tôi sống không yên với chồng tôi đâu. Nhưng từ đó cho đến bây giờ đã mấy chục năm, tôi nhận lãnh không biết bao nhiêu là dung tố. Nếu tôi kể sẽ không ai nghĩ là tôi đang sống ở Mỹ. Cảm ơn bạn với nick là Bóng Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện của bạn. Bạn biên tập rất chia sẻ với bạn và hoàn cảnh của bạn. Và cũng mong rằng bạn có cuộc sống tốt hơn. Vợ chồng êm ấm hiểu nhau, chia sẻ cuộc sống gia đình để gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Cũng mong tất cả quý vị có được một cuộc sống thật là tốt đẹp, cuộc sống riêng của mình tại đất Mỹ này. Cầu chúc cho mọi người luôn có điều hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống. Một tiềm năng của người gốc Việt bị tiểu bang Texas đáp phạt chỉ 3 ngày sau khi được cảnh sát minh oan trong cuộc điều tra liên quan đến cái chết của một khách hàng. Trong thông báo vi phạm gửi cho Trần Lê Ngọc là chủ tiệm Lamour Nails ở Bắc Tyler, cho hay là cô Trần đã vi phạm quy định ghi trong bộ luật hành chính của tiểu bang trong những gì đã xảy ra với bà Carla Reese, 49 tuổi. TDLR và cuộc điều tra Glamour Nails theo yêu cầu của ty cảnh sát Tyler sau cái chết của bà Reese vào ngày 19 tháng 4. Theo thông báo thì một cuộc điều tra của TDLR vào ngày 2 tháng 5 đã ghé tiệm thẩm mỹ móng để thẩm tra tiệm, cũng như hỏi cô Trần về lần cuối cùng bà Reese đến đây làm móng. Theo lời của chủ tiệm, vào ngày 1 tháng 4, bà Reese được cô làm móng tay. Người phụ nữ là khách hàng quen thuộc và thường xuyên đến tiệm. Cô Trần cho hay bà Reese quay trở lại Glamour Nails vào ngày 8 tháng 4 và muốn cắt và tạo dáng lại móng ngón tay giữa bàn tay trái. Tường trình lưu ý rằng lần này bà Reese được một thợ khác để làm cho bà. Đến ngày 15 tháng 4, nữ khách hàng quay trở lại tiệm nail vì móng tay mới làm tuần trước giờ lại bị đau. Cô Trần giải thích cô bé có để ý thấy mô chung quanh móng giả bị tấy đỏ và sưng lên. Theo điều 16 chương 83 trong bộ luật hành chính của Texas, nhân viên có bằng hành nghề không thể làm móng nếu có lý do tin rằng vị khách đang trong tình trạng truyền nhiễm như là bị trĩ hoặc là chứng run, viêm kết mạc hay là tấy đỏ nhiễm trùng, gãy da hay là mô sưng phồng hay là vết thương há miệng hoặc là đau đớn trong khu vực làm móng. Thay vì tuân theo quy định này thì Trần đã ngâm bàn tay của Paris vào nước lạnh rồi dùng acetone gỡ móng giả khỏi một ngón tay bị nhiễm trùng. Acetone không được luật và quy định không cho phép các nhà thẩm mỹ dùng acetone đối với những vết thương còn đau đớn hay hở miệng. Vi phạm quy định này sẽ bị phạt tối thiểu là 2.000 Mỹ Kim. Trong cùng một chương, bộ luật quy định rằng máu có thể mang nhiều mầm bệnh, vì vậy nhân viên có bằng không bao giờ được đụng đến vết thương còn đau hay là hở miệng của khách hàng. Thay vào đó dùng bột phèn, bột cầm máu hay là chất băng dính để mà trên da, sau đó cầm máu.
và dùng dụng cụ tăm bông dùng một lần lau chùi. Theo báo cáo thì cô Trần không dùng dụng cụ tăm bông khi bôi acetone lên móng tay của bà Reese. Vi phạm quy định mức phạt tối đa cho hai vi phạm này là 4.000 đô la Mỹ. Nếu đồng ý và đóng tiền phạt trong vòng 20 ngày thì cô Trần chỉ trả là 3.000 Mỹ Kim. Ngoài ra chủ tiệm cũng có quyền phản đối các cáo buộc tại tòa. Trong thư gửi cho CBS, con gái cô Ngọc Lê Trần, Michelle Phạm, ghi lại là chúng tôi ngay từ đầu luôn minh bạch về tai nạn xảy ra đối với gia đình bà Chris. Trên hết chúng tôi rửa và tiệt trùng dụng cụ sau mỗi lần sử dụng và chưa bao giờ bỏ qua bước này. Như đã nhắc đến trong hồ sơ, mẹ tôi móng tay đã bị viêm nhiễm là khách hàng quen. Đến tiệm muốn lấy móng giả ra vì ngón tay đã bị sưng lên và gây đau đớn. Thương cảm mẹ tôi chỉ muốn bà ấy hết đau nên đã làm theo ý muốn của khách hàng. Mẹ tôi đã nhận ra lỗi của mình và muốn nhắc nhở là nhấn mạnh với các nhân viên làm móng khác là đừng phạm sai lầm tương tự như vậy. Bà không muốn bất cứ ai trải qua những gì bà đã phải gặp vì sơ suất không cố ý của mình. Michelle Phạm cho biết thêm, họ học được bài học sau những gì đã xảy ra, sẽ cải thiện dịch vụ của mình càng ngày càng tốt hơn nữa. Cô cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình và bạn bè của người quá cố, gia đình bà Chris. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.